Thiện Nhân hát chuyên phần khiến Mr. Đàm thán phục. Màn hòa giọng của giọng ca nhí 14 tuổi cùng Cao Công Nghĩa trong bài hit của Như Quỳnh nhận được lời khen của nam giám khảo. Trong tập 6 chương trình Tuyệt đỉnh song ca được phát sóng tối ngày 26 tháng 12, cặp đôi Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa thể hiện liên khúc Vùng lá me bay và Duyên phận. Đây được xem là lựa chọn khá táo bạo bởi cả hai đều là sáng tác bolero nổi tiếng gắn liền với giọng ca của Như Quỳnh nên không dễ để thể hiện thành công. Tuy nhiên, phần thi của cặp đôi đã chinh phục được hoàn toàn các giám khảo và những cơn mưa lời khen. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ hài lòng về sự hòa hợp tuy hai mà một của học trò Cẩm Ly. Theo nam ca sĩ, khi hát đồng thanh, cả hai cô gái đều thể hiện điều tăm tắp từng chữ, khiến anh không khỏi thán phục. Còn với giám khảo khách mời Vương Khánh, cô gửi lời khen đến Cao Công Nghĩa khi hát đầy cảm xúc, cách nhả chữ, luyến lấy điêu luyện. Riêng cô giáo khó tính Cẩm Ly tiếp tục nhắn nhủ học trò cần phát huy những điểm hay và khắc phục những điểm hạn chế. Cuối cùng, cô quyết định cho cặp đôi gà cương điểm 10 tuyệt đối để nâng tổng điểm của Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa thành cao nhất đêm thi. Trong suốt nhiều tuần thi qua, đôi song ca này liên tục dẫn đầu. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!